Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của video xe điện motor điện. Kênh video của mình hôm nay xin giới thiệu đến các bạn các cái mẫu đồng hồ táp lô dùng cho xe 3 4 bánh, xe điện và xe xăng. Ở đây mình có 12 mẫu điện tử và cơ. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cái mẫu đồng hồ dành cho xe điện. Và sẽ giới thiệu các cái chức năng của nó cũng như cái kích thước của từng loại. Đầu tiên là cái loại màn hình điện tử cỡ lớn như thế này. Đây là loại dùng cho điện áp 48 và 60. Trên này nó hiển thị các cái chức năng như là điện còn hết, quãng đường đi được, km trên giờ, xi nhan trái và xi nhan phải, đèn pha có bật hay là không. Đấy, các chức năng là hiển thị hết. Đây là hiển thị công tơ mét này. Đây là hiển thị xi nhan trái này. Đấy, các bạn thấy nó nhấp nháy không? Đây là hiển thị xi nhan phải này. Còn đây là cái dây báo đèn pha này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái đèn pha đấy, nó đang hiện lên đấy. Đấy là báo đèn pha. Mẫu đèn này thì có thước là chiều dài là 25 cm, chiều rộng là 11 cm, chiều dày là 5 cm. Kích thước màn hình là 15 cm nhân với lại 5 cm. Cái này là kích thước màn hình rất là rộng. Tiếp theo mình xin giới thiệu đến một cái mẫu khác. Đây chính là cái mẫu này đi. Mẫu này thì có màn hình xanh. Đây. Nó cũng hiển thị lần lượt các cái chức năng như những thằng kia thôi. Cũng báo đèn pha này. Đây là báo công tơ mét này. Đây là báo đèn pha này. Và nó cũng có hiển thị mức pin này. Hiển thị số km đi này, hiển thị km trên giờ này, và hiển thị xi nhan trái phải này. Thằng này thì nó hiển thị xi nhan trái phải thì nó cũng có cái hay là đối với cái đèn của mình có thể sử dụng đèn 48, 60. Và những cái chức năng đèn hiển thị thì các bạn đưa điện áp 12V vào thì trên này nó vẫn báo. Tức là báo chức năng hiển thị của các cái đèn tín hiệu thì đưa vào đây 12V nó vẫn báo lên đây. Còn báo pin thì nó vẫn phải là 48V. Đây là màn hình xanh. Tiếp theo đến một cái loại đồng hồ tròn. Đồng hồ tròn này là đồng hồ màu. Màu đa sắc luôn. Đấy. Đây nó hiển thị
thì đèn pha này rất là đẹp, cái đồng hồ tròn này cũng màu mè rất là đẹp. Đây mình hiển thị xi nhan trái phải này, hiển thị xi nhan phải này, hiển thị km trên giờ này. Đấy, rất là đẹp. Cái loại này thì có kích thước là chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 12 cm 11 cm, và cái loại này thì nó dùng để cặp trên một cái loại ghi đông, hoặc là mình có thể lắp trên xe 4 bánh theo ý thích của mình. Tất cả ở đây là đồ độ chế cho nên là không phải là của cái gì cả, lắp vào đâu đẹp là được. Tiếp theo là đến cái mẫu đồng hồ điện tử này. Mẫu này là mẫu dành cho 48, 60 và 72V. Mẫu này có kích thước là 28 cm, chiều rộng là 12 cm, chiều dày là 6 cm. Cái mẫu này thì cũng có hiển thị màn hình đơn sắc màu xanh và cũng báo chức năng điện đầy hay vơi, quãng đường đi được, tốc độ, xi nhan. Đây là xi nhan trái phải này, báo đèn pha này. Đây là báo công tơ mét này. Tương tự những cái mẫu kia thì mình không giới thiệu nữa. Nó màn hình nó cũng tương tự thôi. Ba mẫu này là một này, mẫu này và mẫu này thì màn hình nó giống con này, mình sẽ không thử nữa. Đây cũng có một cái nữa, màn hình cùng kích thước. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cái mẫu đồng hồ cơ này. Đấy, mẫu này rất là đẹp. Đây cũng đầy đủ chức năng hiển thị trái phải này, công tơ mét này, pin còn hay hết này, có kim này. Đây là cái mẫu đặc biệt nhất này. Mẫu này là mẫu sử dụng cho vừa điện vừa xăng này. Cái này dùng cho những dòng xe 2 bit này, vừa chạy cầu máy xăng mà lại vừa chạy động cơ điện. Đây là cái số của thằng động cơ điện này, đây là xi nhan này, xi nhan này. Đấy, đây là báo bình xăng này, có cái biểu tượng đổ xăng đây này. Còn đây là báo bình ắc quy này. Đấy, cái kim này là báo công tơ mét này và báo quãng đường đi này. Đây là báo đèn cốt, đèn pha này. Cái này rất là đầy đủ. Còn cái này là mẫu đồng hồ máy xăng thuần túy này. Thằng này thì nó báo cả công tơ mét này, báo số điện tử này, báo hết xăng này. Đấy, có
Còn đây là cái núm điều chỉnh reset cái quãng đường về không này, lên tổng quãng đường đi về. Còn đây là reset cái quãng đường đi đã từ khi khởi hành này. Đây là cái nút reset của nó này. Cái này có dây công tơ mét này. Mọi cái chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.